Chào anh em, tiếp tục là một số anh em ta hỏi là giao lưu cái loại dòng mà văn nhân ha, xem trái mà bàn này mấy này, cây này nó cao tầm 42 mấy này, thân nó bằng ngón tay út anh em mình, không quên xin lỗi anh em, bằng ngón tay cái anh em mình, nó có bộ đế rễ tự nhiên nha, không có dâm chiết ra ngoài nè, đây và trái luôn, đây là đẹp mấy này. Không? Cây này thì quân nhân thôi, đơn giản nhẹ nhàng, hàng trái cho mấy anh em mình luôn, mới cắt dập tay cành xong bỏ tùm lum đi hết này, nhìn thấy nó hơi buồn buồn đó, giờ mình mới cắt dập lại cái tay cành đó, giữ thiếp cho nó một vài cọng để thấy hay hay là mấy anh em mình thích thì chuyển nhượng lại, có một cành đổ xuống một cành đổ lên mấy em, mặt đây hay, mặt đây là hay nha. Đấy. Ép chậu cho mấy anh em luôn rồi. Anh em nào cần thì liên hệ bên Sai VN. Số Zalo 0932411987 nha. Hoặc là mấy anh em gọi trực tiếp là 0932411987 mấy anh em. Này những cây này cây tự nhiên hết. Lấy ngồi tự nhiên sao để nó vậy, nó rút cái đọt luôn này. Thấy không? Xuống luôn ha. Chứ mình không có đụng tay đụng chân gì vô nó nhiều nha. Nè. Đấy, chứ đụng tay đụng chân nó nhiều rồi là không hay ha. Đây. Ủa, anh em mình thấy hay cần thích thì liên hệ vào bên Sai VN, số điện thoại là 093 241987, những cái hàng này là hàng tầm trung rẻ để cho một số anh em ta sưu tập về vườn bonsai cho mình nha. Đấy. Tiếp chậu men luôn nè. Cái trái luôn ha. Trời đây chậu gốm. Giống trồng giống trồng dừa mấy anh em mà gốm đấy. Gốm này mắc hơn cái loại men đây. Đây. Rồi. Anh em mình thấy hay hợp ý thì inbox về mình nha. Zalo 093 241987. Ai mình sẽ bên cảm ơn mấy anh em rất là nhiều ha. Đây là lên một số cây tầm trung, hôm nào rảnh thì đi vào số nhà vườn quay mấy cây đẳng cấp, giá từ 5 6 triệu cho mấy anh em mình xem ha. Anh em mà cần thì cứ alo thôi ha. Giờ chưa có thời gian rảnh, đang đi mùa đi lấy phôi nè mấy anh em. Bây giờ đa số đang mấy cây nhà bán cây triệu triệu mấy rồi cho mấy anh em thôi. Không có rảnh để đi quay những cây mà thành phẩm lâu năm. Đấy. Rảnh thì vô quay rồi về giao lưu mấy anh em. Bây giờ mình sẽ quay nhìn cái bộ trái của nó nè. Đây mấy anh em thấy không? Nhìn gì cho nó được uống nhiều lắm á. Dàn trái ra đây mấy anh em mình thấy trái gớm không? Rồi. Anh em nào cần thấy hợp ý thì cứ alo giùm mình nha. Rồi, xin cảm ơn mấy anh em rất là nhiều.